Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình đến từ ISB Academic Team. Nghe nói chỉ còn một tuần nữa là đến final của môn Corporate Finance rồi phải không các bạn? Hãy để AK giải mã những bí ẩn, đưa bạn đến với kho báu điểm 10 CF trên chiến hạm Tutoring Sessions đây nhé. Bên cạnh đó, chúng mình còn khuyến mãi thêm một chiếc handout bé bé xinh xinh cho các thủy thủ đoàn ISB nè. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tutoring Sessions. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chapter 16, Capital Structure, Basic Concept. Đầu tiên, các bạn hãy mở để sách đến trang 517 và quan sát câu 6 nhé. Để cho chúng ta hai kế hoạch Capital Structuring của một công ty là Plan 1, Plan 2 và All Equity. Chúng ta sẽ lần lượt có Debt Issue của Plan 1 là 80.640 đô. Plan 2 là 19.200 đô. Vì là All Equity nên chúng ta không issue debt. Còn Stock Issue của Plan 1 là 1.300 shares, Plan 2 là 2.900 shares và All Equity là 3.400 shares. Ngoài ra, để còn cho chúng ta Interest Rate là 10% và Earning Before Interest and Taxes là 10.500 đô. Bây giờ chúng ta cùng bước vào câu A nhé. Ở câu A, đề bài yêu cầu chúng ta tìm EPS của ba kế hoạch trên và so sánh xem cái nào là lớn nhất và nhỏ nhất. Chúng ta sẽ lập bản Income Statement của công ty trong cả 3 trường hợp. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm cho trường hợp của Plan 1 trước nhé. Chúng ta biết EBIT của công ty trong cả 3 trường hợp đều là 10.500 đô. Sau đó, chúng ta biết vì Plan 1 có issue một lượng debt, nên chúng ta sẽ phải trả interest bằng 10% của lượng debt đó là 8.064 đô. Vì câu A, để yêu cầu chúng ta ignore taxes, nên net income của chúng ta sẽ bằng EBIT trừ cho interest và bằng 2.436 đô. Có được net income, chúng ta chia net income cho number of shares của Plan 1 và được kết quả là 1.87 đô. Tương tự hai trường hợp còn lại, chúng ta sẽ có earnings per share của Plan 2 là 2.69 đô. Và của All Equity là 3.09 đô. Cuối cùng, ta nhận ra EPS của All Equity là cao nhất và của Plan 1 là thấp nhất. Sang câu B, để yêu cầu chúng ta tìm break-even level of earning per share cho mỗi kế hoạch 1, 2 khi so sánh với kế hoạch All Equity. Hay chúng ta phải tìm giá trị earning before interest and taxes để earning per share của chúng ta bằng nhau. Đầu tiên, chúng ta rút ra được công thức tính EPS từ câu A là EBIT trừ interest tất cả chia cho number of shares. Thế vào chúng ta sẽ có. Mình sẽ đánh dấu ba phương trình này là 1, 2 và 3 nhé. Sau đó, mình sẽ tìm break even EBIT giữa All Equity và Plan 1 bằng cách cho 1 bằng 3 và giải ra được EBIT của 1 và All Equity bằng 13.056 đô. Tương tự, mình sẽ tìm break-even EBIT giữa All Equity và Plan 2 bằng cách cho 2 bằng 3 và giải ra được EBIT của 2 and All Equity bằng 13.056 đô và cũng bằng EBIT của Plan 1 and All Equity. Đây không phải là phép màu gì đâu, mà chúng ta hãy nhớ Principles M&M Proposition 1 nhé. Sang câu C của bài thôi nào. Để hỏi chúng ta khi nào thì EPS của Plan 1 và Plan 2 bằng nhau, cũng có nghĩa là để yêu cầu chúng ta tìm EBIT để EPS của Plan 1 và Plan 2. Tương tự câu B, lần này chúng ta cho phương trình 1 bằng 2 và giải tìm break-even EBIT giữa Plan 1 và Plan 2. Giải ra, ta được kết quả EBIT Plan 1 và Plan 2 bằng 13.056 đô và bằng hai kết quả của câu B. Và đây cũng là do M&M Proposition 1 các bạn nhé. Từ câu A tới câu C, để yêu cầu chúng ta ignore taxes. Thế nhưng mà ở câu D,
Để yêu cầu chúng ta tính lại tất cả mọi thứ từ câu A, nhưng bây giờ đã có thuế 40%, nên chúng ta sẽ thêm thuế vào trong bảng Income Statement để tính Net Income nhé. Tương tự câu A, Plan 1, chúng ta có EBIT bằng 10.500 đô, Interest bằng 8.064 đô. Nhưng lần này, có một điều lưu ý là EBIT sau khi đã trả interest thì chúng ta sẽ có taxable income các bạn nhé. Và 40% lượng tax chúng ta trả sẽ được dựa trên lượng taxable income này, chứ không phải EBIT đâu. Chúng ta sẽ trả một lượng thuế cho plan 1 là 974.4 đô. Sau đó, chúng ta tìm được net income bằng cách lấy taxable income trừ cho taxes. Chúng ta sẽ được kết quả là 1.461.6 đô. Sau đó như trên, ta sẽ lấy net income chia cho number of shares outstanding của của plan 1 và tìm được EPS của plan 1 là 1.12 đô. Tương tự cho hai trường hợp còn lại, ta tìm được EPS cho plan 2 là 1.78 đô và all equity là 1.85 đô. Có thể thấy là cho dù có thuế, nhưng EPS của trường hợp All Equity Plan vẫn cao nhất và của Plan 1 vẫn thấp nhất. Chúng ta sẽ làm tương tự câu B, nhưng trong trường hợp có thuế, chúng ta có công thức tính EPS là Earning Per Share bằng Earning Before Interest and Taxes trừ cho Interest nhân với 1 trừ Tax Rate, tất cả chia cho Number of Share. Cũng giống như câu B và C ở trên, thì chúng ta lập công thức tính EPS cho từng plan như sau. Mình sẽ đánh dấu ba phương trình này là 4, 5 và 6 nhé. Chúng ta cho phương trình 4 bằng 6 và giải ra được EBIT của plan 1 and all equity bằng 13.056 đô. 5 bằng 6 và giải ra được EBIT của plan 2 and all equity bằng 13.056 đô. 4 bằng 5 và giải ra được EBIT của plan 1 và plan 2 cũng bằng 13.056 đô. Tới đây, chúng ta nhận ra rằng break-even levels of EBIT không thay đổi cho dù có thuế hay không. Lý do là bởi vì dù thêm thuế, nhưng lượng thuế này đều làm giảm income của cả 3 plans cùng một lượng phần trăm, cho nên cuối cùng break-even level cũng sẽ không thay đổi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng giải bài 9, trang 517 nhé. Đề bài cho chúng ta hai công ty giống hệt nhau, nhưng chỉ khác capital structure là ABC và XEZ. ABC là một công ty all equity, nên nó chỉ có stock value là 640.000 đô và không có bond. XEZ giống với ABC nhưng có issue bond. Để cho ta stock value của XEZ là 320.000 đô. Ta suy ra được bond value của XEZ bằng 640.000 đô trừ 320.000 đô bằng 320.000 đô luôn. Để cũng cho ta interest rate là 8% và earning before interest and taxes bằng 69.000 đô. Câu A yêu cầu chúng ta tính rate of return cho Richard. Biết anh ta sở hữu 30.000 đô của XEZ stock, rate of return của stock cũng chính là dividend yield. Đầu tiên, ta tìm net income của XEZ bằng cách lấy earning before interest and taxes trừ cho lượng interest mà công ty phải trả. Để cho ta earning before interest and taxes bằng 69.000 đô. Interest sẽ bằng interest rate là 8% nhân cho bond value của công ty là 320.000 đô. Ta được net quét kết quả của net income XXEZ là 43.400 đô. Từ net income, ta sẽ tính được dividend received của Richard là bằng cách lấy net income nhân với tỷ lệ stock mà Richard sở hữu, tức là 43.400 đô nhân cho tỷ lệ 30.000 đô stock mà Richard sở hữu trên 320.000 đô stock mà công ty XEZ đã issue. Ta được dividend received bằng 4.069 đô.
có được dividend received, ta sẽ tính được rate of return bằng cách lấy dividend received chia cho initial cost mà Richard đã bỏ ra, mà trong trường hợp này là 30.000 đô để mua stock của XYZ. Cuối cùng, ta tính được rate of return là 0.1356 23.56%. Sang câu B sẽ liên quan đến một chủ đề rất thú vị, đó là homemade leverage. Để yêu cầu chúng ta chỉ ra cách mà Richard có thể tạo ra cùng một lượng cash flow cũng như rate of return bằng cách invest vào công ty ABC và sử dụng homemade leverage. Chúng ta biết rằng hiện tại Richard đang sở hữu 30.000 đô stock của công ty XYZ. Nên đầu tiên, để có nguồn vốn mua stock của công ty ABC, chúng ta sẽ bán hết 30.000 đô stock của công ty XYZ đi. Dựa theo kiến thức về homemade leverage, ABC là một công ty all equity. Chúng ta sẽ phải tự tạo ra một lượng debt cho chính bản thân bằng cách vay mượn ở một nguồn khác thêm một lượng 30.000 đô nữa, với cùng interest rate với công ty XYZ là 8%. Cuối cùng, ta sẽ dùng tất cả 60.000 đô mà ta có được từ việc bán stock và vay mượn để mua stock của công ty ABC. Từ việc sở hữu 60.000 đô stock của công ty ABC, ta sẽ nhận được một lượng dividend tính được theo công thức của câu A. Net income của ABC cũng chính là earning before interest and taxes, do ABC là công ty all equity, và bằng 69.000 đô nhân cho tỷ lệ 60.000 đô stock mà Richard sở hữu trên 640.000 đô stock mà công ty ABC issue. Ta sẽ được dividend received bằng 6.469 đô. Tuy nhiên, vì bản thân Richard đã vay mượn thêm một lượng 30.000 đô nữa để mua stock, nên Richard cũng phải trả interest là 8%, nhân cho 30.000 đô, bằng 2.400 đô. Vậy thì net earning của Richard là bằng số tiền dividend mà anh ấy nhận được, trừ cho interest payment và bằng 4.069 đô. Return rate cũng sẽ bằng net earning của Richard chia cho initial cost. Chúng ta biết rằng initial cost trong homemade leverage cũng sẽ bằng với initial cost của việc mua stock của leverage firm. Nên initial cost cũng sẽ bằng 30.000 đô. Kết quả cho ta return rate bằng 0.1356 hay 23.56% và bằng kết quả câu A. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu C. Để yêu cầu chúng ta tính cost of equity cho cả hai công ty ABC và XYZ, ta sẽ tính cho công ty của ABC trước. Biết ABC là công ty all equity, nên ta sẽ có cost of equity RS bằng với cost of capital for an all equity firm RO. RO được tính bằng expected earnings chia cho equity. Trong trường hợp này là 69.000 đô chia cho 640.000 đô và bằng 0.1078 hay 10.78%. Tiếp theo, ta sẽ tính cho công ty XYZ. Ta biết XYZ là một leverage firm, cho nên ta sẽ dùng công thức của M&M Proposition 2, No Taxes, để tính. Ta có công thức. Thế số vào, ta có kết quả của RO ở trên là bằng 0.1078. Tỷ lệ bond trên stock của XYZ bằng 1 và RB bằng 8%. Ta được kết quả bằng 0.1356, 23.56%. Cuối cùng, ta sẽ đến với câu D. Câu D yêu cầu tính WCAA của ABC và XYZ. Ta có công thức tính RWCAA bằng tỷ lệ của stock cộng với bond nhân cho cost of equity RS cộng với tỷ lệ của bond, là bond chia cho stock cộng bond nhân cho cost of debt RB. Thế số vào cho công ty ABC, ta có tỷ lệ của stock là 1 vì ABC là công ty all equity, nhân cho cost of equity ta vừa tính ở câu C là 0.1078. Vì ABC không có issue debt nên tỷ lệ của bond bằng 0. Cuối cùng, kết quả của WCAA của công ty ABC bằng 0.1078.
của công ty đối với công ty XYZ, ta có tỷ lệ của stock là 1/2, vì 320.000 đô chia cho 640.000 bằng 1/2 nhân cho cost of equity ở câu C là 0.1356 cộng với tỷ lệ của bond cũng là 1/2 nhân cho cost of debt là 8%. Kết quả ta nhận được WCAA của công ty XYZ bằng 0.1078. Ta nhận thấy kết quả WCAA của cả hai công ty đều bằng nhau. Khi không có thuế, khi cost, thì cost of capital của công ty không phụ thuộc vào capital structure. Đây là tính chất của MM Proposition 1, without taxes. Có phải các bạn đã cảm thấy thấm mệt với hai câu khá dài vừa nãy không? Vậy thì chúng ta cùng kết thúc với một câu đơn giản nhé. Chúng ta qua tới câu 17, trang 518 nào. Ở bài này, để cho chúng ta expected EBIT của công ty Tool Manufacturing là 67.000 đô, trả định kỳ với thuế là 35%. Chúng ta cũng biết được là công ty có 130.000 đô debt với interest rate là 8% và unleveraged cost of capital của nó là 15%. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm the value of the company theo MM Proposition 1 with taxes. Công ty có issue debt, cho nên đây là loại leverage firm. Theo công thức của MM Proposition 1 with taxes, để tìm được value của một leverage firm, chúng ta tìm value của unleveraged firm trước tiên. Thế số của đề đã cho vào, ta sẽ có kết quả là 290.333 đô. Sau khi có được value của unleveraged firm, chúng ta áp dụng công thức để tìm được value của leveraged firm. Thế số vào ta được 135.833 đô. Áp dụng M&M Proposition 1 with taxes, ta nhận ra công ty đã tăng giá trị của nó sau khi issue debt. Do đó, nên công ty nên tiếp tục tăng tỷ lệ debt trên equity để tối đa hóa giá trị của công ty. Và đến đây cũng là bài tập cuối cùng của video này rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tụi mình hướng dẫn. Tips cho các bạn đây, để sống sót qua final thì các bạn hãy nhớ like và subscribe page ISB Academic Team để xem thêm bài giảng nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. AK xin tạm biệt. See ya!